kiểu commit data lên cái smart contract social DB này thôi. Và trong đây nó cũng có một cái button commit, button tương tự như thế này. Nó tương tự như cái nút deploy, chính là nó commit. Khi bấm cái đấy thì sẽ thành commit, mình có deploy cái code này của mình lên cái social đấy không? Đấy. Tiếp theo là có cái API về state. API state là để nó update các cái state của component. State này thì cũng tương tự như trên React này. Để ví dụ như khi mà trong các state này, ví dụ khi mình update một cái, nó sẽ tự trigger lại và nó re-render lại cái render lại cái component cho mình. Đấy. Dụ như là này đúng không? Xe nào. Có cái sample trong này. Ví dụ có sample này. Hay load. À cái này là của nó không load được là tại do cái này là cái editor này nó ở bên net, nhưng mà cái contract này mình đang để test net nên nó không load được. Đây này nó load được, ví dụ như là cái state này khi mình init là nó là cái greeting này nó sẽ lấy từ cái contract greeting này và nó là cái test này. Đấy. Thì nó sẽ init vào đây. Lúc khi mình thay đổi thế này thì thay đổi đây, khi mà input on chain này thay đổi cái giá trị ở trong cái input này thì nó sẽ update cái state này, update cái greeting này, còn cái giá trị vào và nó render lại cái số này mình thay đổi đấy, giống như là giống như trên state của React à. Người dùng cái gốc này à. Hello, đây cái state này. State thì nó có hai cái hàm thôi. State init và state update. Init là mình phải tạo cái giá trị. Thì ban đầu cho trong cái component mình muốn phải chỉnh giá trị nào thì mình dùng init thôi. Nó có một cái tiếp theo là về API thì near near này thì nó sẽ tương tác với cả near blockchain. Đây là nó sẽ tương tác như là các smart contract trên near, thì nó có chấm near block, near chấm block, near chấm block này thì nó sẽ return lại thông tin của cái block cuối cùng hoặc là cái block mà number mình input vào. Ồ, đây nhá, ví dụ như là như block return đây thì nó sẽ return lại cái block cuối cùng, và đây là cái outer này chính là cái thằng như là thằng thằng nó sẽ nó verify cái block này, và đây là có các thông tin, đây đây là cái block hay của nó. Đấy, trong này nó sẽ có các thông tin của block này, tất cả thông tin của block, hoặc ví dụ mình có thể điền vào một cái điện, ví dụ mình lùi lại 10 block trước thì nó cũng sẽ có lại vẫn là thằng này. Đấy, ví dụ như là đây nó thằng khác, hình như là nếu không có này thì đây không. Nhưng mà đây như là đã không phải block cuối cùng cái gì ấy. Nếu mà mainnet là đang block này cơ.
Block 102 triệu rồi. Đây là 102 triệu. Đây cái này nó là 102 triệu. À đây đúng đúng. Nhưng mà cái thằng này Validator này có vẻ là được tạo khá nhiều block. Đúng rồi, thế nên nếu không có input vào nó sẽ trả về block cuối cùng nhé. Có cái Nikon này thì cũng tương tự như là khi mà mình cài cái COI thì gọi Nikon thì nó sẽ tương tác với contract này thôi. Thì các tham số truyền vào là đầu tiên có contract name này, rồi có method name này, rồi các cái tham số argument nếu mà có, thì gác truyền vào nếu mà mình gọi cần cần gọi cross contract hay thì cần các cái gác và deposit near vào. Đấy. Đây ví dụ muốn gọi thì đây là một hàm ví dụ. Đấy. Đây là mình gọi đến cái smart contract near social example.near này, và mình gọi đến cái hàm set greeting và cái message mình muốn gọi. Đấy, thì nó tương tác trực tiếp với cả contract luôn, mình không phải cài thêm cái một thư viện nào đấy cho. Khi mọi người viết frontend đúng không? Thì mọi người sẽ cần cài thêm là near near JS à, near API JS à, cái này nó có luôn. Near view view thì cũng tương tự thôi, contract name method argument nếu có, cái block ID và cái final DT này thì là cũng điền vào cái block hiện tại hoặc cái block mới nhất hoặc cái block mọi người muốn tra cái thông tin. Đoạn này mình cũng chưa thử nhưng mà không hiểu là tại vì thường là trên smart contract thì nó phải lưu cái state cuối cùng của cái hàm này, thì đây ở trong này chẳng hạn nó lưu được theo block ID. Như bọn NearSocial này nó build một cái indexer riêng cho bọn NearSocial này để cho truy cập nhanh hơn với cả tiện hơn, chứ nó không không phải query lên blockchain. Nếu mà những cái hàm view này nó có build một cái indexer cho riêng. Cái clipboard này thì đơn giản là copy thôi, copy đoạn nào thì đưa vào cái này. Thật ra thì nó cũng có cái nó gọi là imported object, trong này nó có ba loại đấy, thì standard object này, custom object và imported object. Thì mình thấy là cái loại này thì có thể đưa lên trên trong cái chỗ standard cũng được, nhưng mà trong tài liệu thì nó để riêng nên là cứ viết riêng thôi. Thì cái này nó có hai cái mà khi làm cái của blockchain thì sử dụng khá nhiều về big number. Về hiện tại blockchain là đang chủ yếu làm về gọi currency đúng không? Crypto, nên là cái này để xử lý các số thôi. Đây thì mình có một cái example. Nếu mọi người muốn thiết kế cái UI của cái này thì mọi người sẽ đọc thêm cái Reddit này nhá. À, bây giờ có một cái là đây mình thấy trong chỗ build-in này thì nó có cái style này. Đây, ví dụ khi muốn tạo một cái đây rồi nó tạo một cái class CSS này thì nó bắt buộc phải có thêm cái style này. Style này vào thì nó mới hiểu, nhưng mà tạo theo bình thường thì nó không không hiểu. Mình phải đưa style này vào xong chấm button chẳng hạn thì mình có thể dùng ở dưới. Sau đây mình có thể dùng cái class này dưới button này. Đây đây. Đây thì nó có hai button này. Thêm style chấm button này xong rồi đưa cái CSS vào trong. Mình dấu ngoặc.
cái CSS cái này nó viết như nó dùng dùng như của thư viện Bootstrap, tại có khá nhiều cái mà thế dùng giống Bootstrap. Đây có thêm cái ví dụ. Ví dụ này thì mình làm trên testnet. Ví dụ đây là mình có hai báo biến là contract này là địa chỉ contract thôi. Đây, đến với contract trên testnet thôi. Đây là hôm qua mình test với hàm của nó. Và mình có cái rating này bằng near.view, chính là view cái địa chỉ contact này, và cái function get rating này thì contact này như là cũng khá đơn giản, nó chỉ có hai hàm là get rating và set rating, thì ai là người set cuối cùng thì nó là sẽ là cái nội dung đấy. Thì hiện tại là hôm qua mình đang set cái này, thì đoạn này nó sẽ nếu mà rating mà có tồn tại và cái này constant đang load thì nó chuyển return loading này, nhưng mà nếu mà không thì nó sẽ init cái rating này, và nó có init cái rating này vào trong the constant say đây ở dưới cuối cùng là nó cũng chỉ return ở thế này thôi. Đây, the contract say này. Để nó trả lại cái state.relating này. Vì state ở trên là mình set rồi nên ở dưới mình có thể lấy ra dùng cái biến state này chấm chấm cái gì mà mình set ở trong này. Đấy. Thì là cái nội dung relating này. Còn nếu không thì có thể dùng cái này. Luôn luôn cái này nó vẫn đúng. Nó vẫn đúng, nhưng mà khi mà ví dụ như là mình mà sửa lại cái này thì nó không không render lại. Nên nó dùng state ở đây. Sau đấy thì nó ở đây có nó mood shape là nó sẽ đây. Mood shape ở đây, đây là mood shape. Đây nút save thì nó có sự kiện on click thì nó gọi đến cái on button click trên này, thì nó gọi đến cái near call này contact, và nó gọi đến cái hàm set rating, nó truyền cái state này vào state rating mình điền vào đây. Đây điền là chủ nhật đúng không? Đây, khi mình cần xếp đúng không? Mình cần xếp. Đấy, thế là nó sẽ hỏi là confirm transaction này không. Đây này nó có là contract ID là cái địa chỉ contract này, rồi name này, rồi cái phí gas mặc định 30 t gas này. Ở đấy khi mọi người thấy là khi bấm vào on click đúng không? Thì gọi near call này tự động cái này nó sẽ call lên trên cái số contract này. Confirm đúng không? Confirm thì nó bắt ký. À đây, quên. Đây. Chính là cái này đây. Nhưng mà cái này nó lốt lại. Cái này là cái lúc mà có lúc bị lỗi, lúc không nhá. Lúc thì mình có thể lốt lại cái này đúng, cái này không. À như testnet ấy thì cái Explorer này nó hơi chậm một chút. Đây success rồi này, success 20-30 giây trước này. Đây là cái mình vừa gọi lên. Đây bây giờ nó mới ghép được, thì đấy là những cái view này thì một số lúc trên internet thì nó sẽ hơi chậm.
Đấy thì có cái near này thì mình hoàn toàn có thể là view một số cái để tương tác với smart contract trực tiếp được trên đây. Và mình muốn publish nó lên thì mình có thể publish lên đây. Đây, và nó mất phí đây. Require cái này, đoạn code này nó tính ra khoảng 34 byte và mất 0.0034 Mình có thể deposit thêm vào để sau này có thể dùng được nữa. Chứ còn hiện tại nó yêu cầu cần này để xem cái code này nhá. Code này trên code này có hơn 1.000 từ. Hơn 1.000 từ nó tính ra kiểu gì là ba nên mấy 24 byte. Tinh thần trong nè, tinh thần trong. Không, nghĩa là thường là một byte này sẽ là một ký tự, nhưng mà có thể bọn này là nó không đẩy hẳn cái code này lên mà nó đã kiểu như là nó có một cái hàm đấy, kiểu như là nó chuyển kiểu dữ liệu khác ấy. Nếu tính cho kiểu byte của dữ liệu thì cứ mỗi ký tự này của em sẽ là một một byte nhé, nên là nó xét về lưu trữ ấy, mỗi ký tự này là một byte rồi. Nhưng cái này thì chắc chắn là nhiều hơn 34 ký tự. Bạn này chưa hiểu lưu trữ gì đấy, mình xét data này. Đây, và khi public lên thì nó sẽ cũng tương tác trực tiếp như là cái một cái smart contract là social social nữa. Trong này thì đây các cái tham số của nó đúng không, nó sẽ gọi hàm set này, tham số data data đây là cái địa chỉ ví của ông nào này. Rồi cái widget này, widget là gì, đây là tên của widget này. Trong này thì là nội dung thôi, nội dung này nó là cái gì, add rule nhé. Ok, còn bạn này mình thử vào trang test social không có cái của mình không nhá. Đây là mình có đây này, anh vừa đẩy lên này. Mà như trang test này không thấy có ai dùng hay gì. Đây là trang home của nó, nhưng mà ta lại hiển thị được mỗi cái widget của mình thôi. Đây thì nó có luôn, mình có thể tương tác được luôn. Đấy. Còn mình chưa test được cái mà ví dụ để lên rồi xong rồi một người khác muốn dùng component của mình thì phải dùng như thế nào, cái đấy cũng chưa chưa test được. À đây, nó có chỗ fork. À, fork này là chỉ ra một cái khi đấy phần demo của mình xong, mọi người có trao đổi gì thì trao đổi tiếp. Ok. Ủa, kiểu cái Radix UI kiểu cái này nó có cái gì hay mà sao kiểu bọn nó hay dùng cái đấy nhỉ? anh Toàn thấy kiểu anh thấy nó chỉ ghi là nó mới nhẹ hay thôi. dùng. Em đã dùng bao giờ chưa? Em cũng dùng hôm qua, em thấy kiểu nó khó dùng hơn các cái khác ấy, mà kiểu không rõ là cái này nó sẽ giảm tải lưu trữ như thế nào hay thế nào, mà kiểu nhiều bên giờ nó hay dùng cái này. À? Tại vì anh không làm frontend nên anh không rõ mấy cái này. Anh frontend ngày trước thì anh chỉ thấy mấy anh em hay dùng cái gì nhỉ? Tự nhiên lại quên rồi. Theo win à? Theo theo win ấy, mấy anh em Thằng hay này dùng nó cái là này. cái thằng này nó là cái nhân của cái thằng SDN mà thằng Virtual Zero đang đang hot đó, V0 á. Kiểu tác Thằng dụng này của nó thế thằng nào sát ấy? thằng thằng SDN nó build trên trên thằng Radix này, mà nhưng mà nó thêm
ý là nó là giống như cái nhân đó, xong rồi thằng SharkDN là build thêm trên cái này, xong rồi mình xài cái gì thì mình cứ copy qua, xài gì mình copy qua vậy thôi. À Là thằng SharkDN là Lin cái thằng mà nó build bằng component bằng 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 Chrome á, bằng AI á, mình gõ tạo một cái gì đó nó sẽ tự build cho mình một cái component hoàn thiện luôn đó. Nhưng mà đang alpha là đang hot bây giờ đó. Mình chưa xài nhưng mà thấy đang hot. cái này thì lúc đọc cái này anh lần đầu tiên nghe thấy, chứ còn anh đã dùng cái này bao giờ đâu. Thằng Radix này thì không nổi, nhưng mà thằng HDN á, mọi người chắc biết nha. Sát điên viết như là gì? SHADCN Đi HAD, không có chữ R, không có chữ R đâu. AD CN. Đúng rồi, enter thử xem nó ra cái gì. cũng thằng này cũng không biết luôn, Biết luôn hả? Thằng tại này á, không đặc điểm đặc thù của nó là nó build sẵn hết rồi. Mình copy cả component về là xài, hoặc là mình import vào. Chứ mình thế thì không có không cần phải làm từ đầu. Ý là à nó nhanh hơn cho những cái người mà muốn phát triển nhanh. thế thì chắc là thế, có thể Đó, là tư qua duy qua giống cái như tab, qua cái tab code thử xem. Qua cái tab code chỗ preview thử xem. Đó, mình copy cái đó về mình xài là xài được. thế Có cái nghĩa là tư nó duy của Nia chắc là nó cũng dùng component, thế nên nó chọn một không này thôi. là mình dùng nào thì mình copy cái đó, hoặc là mình install bằng CLI chỉ cái component đó thôi. Mình install accordion vậy thôi, chứ không install cả cái thư viện vào, kiểu kiểu của À nó vậy. thế bây giờ À, nhiều nhiều bọn hỗ trợ kiểu đấy mà, chỉ rồi một thành phần trong đấy thôi, gì đó có thể là là đội Nia là họ đã nghiên cứu những cái này rồi và chọn ra cái này phù hợp thì dùng thôi. cái trend đó, mọi người người ta cũng thấy trước rồi, nên là nó cũng thấy được. Mà giữ vào cái thằng v0.dev Cũng ở v đây, cũng ở đây hay là con cái thằng v0 á, cho nó là v0.dev đó. Cái này là nó đang alpha, là ví dụ như mình from như bên dưới á, là build một cái colorful card đó, là nó sẽ render ra cho mình một cái component bằng bằng Chrome luôn, rồi mình qua bên code mình copy mình xài thôi, kiểu kiểu vậy. Cái kiểu kiểu của nó là đang đang trend là như vậy đó, chứ mình không thế phải thì gõ gì cả đó. thế sau AI nó học hết những cái này thì nó Thì làm AI là nó tiếp. đang làm đó, nhưng mà cái này là nó đang alpha thôi, nó chỉ cho vài ví dụ thôi, chứ đang nó đang build chưa có public. Mình đăng ký whitelist mà chưa được vậy cho vào. Cái này là mấy cái kiểu indie hacker á, người ta muốn build nhanh á, là người ta dùng mấy cái này nó tiện, không phải suy nghĩ gì nhiều. Cho nên là dùng basic UI basic căn bản thôi, là cứ vậy mà copy vào là xong, không phải chỉnh sửa CSS này nọ, nó bị mất thời gian tỉ Nhưng mà đấy là những cái này cho những cái cơ bản hoặc là đúng những rồi, cái đúng rồi. ứng dụng nhỏ thôi, chứ còn nếu mà nó build một cái nó cũng phải có đội frontend tự viết thì sau này nó kiểu Đúng như rồi. là nó mở rộng như là nó modify mới dễ, chứ dùng sẵn như này thì phải không? Nhiều khi muốn build cái prototype á, như bản 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 basic để mà test thị trường thế nào đó, người ta sẽ build nhanh một cái đó. Kiểu vậy. Như thằng thằng sát 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 CN copy paste là xong. Theo Win cũng vậy. Biết Tính được theo Win. tiện thôi, mấy ông không chuyên chứ Rồi. còn nếu mà của web của công ty biết thì vẫn là Đúng rồi. Enterprise thì nó sẽ khác. đấy. Thì tổng quan lại thì cái iOS này thì nó có nhiều cái khá hay ho, như Quang bảo đấy là nó tiện, ưu điểm đây. Thì về phía front end thì đấy, thì
cái này là về hiện tại là của nó mức ứng dụng là đang ở cái front nhiều hơn thì nó cũng khá thân thiện cho dev, thì là dev front end thì có thể vào học cái này luôn được. Về tương tác vào blockchain thì nó cũng hỗ trợ luôn rồi, không phải học kiểu như là thêm một số các thư viện. Nếu mà trước làm thì mình phải đọc thêm cách sử dụng về con nick ví này, con nick ví đúng không, sử dụng như API JS con nick ví này, xong rồi tương tác như là smart contract kiểu gì gì. Nhưng mà cái này thì nó tiện hơn, nó có luôn một cái API sẵn của Near chẳng hạn, thì mình tương tác với cả Near luôn. Hiện tại thì trong tài liệu này thì nó cũng có nói đến Ether, nhưng mà nó nói có mỗi thế này thôi, chả hiểu. Thì đại khái là có thể hiểu là cái Ether này thì nó cũng giống như cái Near kia, thì nó cũng có một số hàm, nhưng mà sau này thì nó không nói đến, nó cho một cái simple này thôi. Thì đấy thì đọc thì ok thì tự mò ra thôi, chứ còn nó cũng không nói rõ lên là, nhưng thực chất là kể cả là cái Near này cũng cũng vậy. Nếu mà ông nào mà chưa làm với cả Near thì để nhìn thế này để làm luôn thì cũng khá lung túng. Chẳng qua là mình quen cái cú pháp này rồi. Ví dụ call đây thì trong này thì nó có contract này, xong rồi method này, rồi cái argument nó ở đây thì ok thì mình có thể làm được luôn. Đấy. Nên phần tài liệu bọn này nó cũng chưa đầy đủ lắm. Cái là nếu mà ông đã làm Near thì ông làm cái này thì nó sẽ dễ hơn. Ông chưa làm thì ông cũng có thể tiếp cận nhanh hơn. Nhưng mà tài liệu đây thì nó đấy rồi, nó cái này thì nó decentralized, các component có thể sử dụng nhiều lần đấy. Còn nhược điểm thì đấy, như ở đây rồi, phí lưu trữ nếu mà làm viết nhiều cái component là nó to ấy, thì phí lưu trữ cũng là một vấn đề. Và những cái CSS của nó thì hiện tại là vẫn phải theo cố định kiểu này, nó chưa kiểu như là linh động như bình thường của mình. Mọi người có trao đổi không? Mình tắt mic để đang bị hơi ổn. Ừ, anh em có gì hỏi không? Mình thấy cũng khá chi tiết đầy đủ về cái đưa ra góc nhìn rồi. Về cái component nói cũng từng nói từng cái một là chi tiết rồi. Em thấy kiểu dạy các blockchain kiểu nó những cái con đã phát triển đâu rồi, kiểu bọn nó toàn kiểu hướng đến là giúp dev tương tác dễ hơn blockchain nhỉ, kiểu sẽ không còn phải viết smart contract nữa, không kiểu toàn tương tác về thư viện với cả ấy qua thông qua front end thôi thì Thằng để nào giảm thiểu. anh thấy vẫn 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 tư duy là vẫn phải làm smart contract mà. Kiểu nếu mà mình muốn tự code cái core của mình thì mình sẽ phải làm smart contract thôi. Nhưng mà ví dụ như kiểu Solana, em ấy bên Solana thì giờ kiểu toàn thư viện thứ nó có sẵn hết rồi. Còn cái core logic của mình thì mình có thể tự viết. Còn mấy cái phổ biến như kiểu token hay là NFT thứ thì mới có hết rồi. Nghĩ là xu thế thôi, muốn phát triển thì nó phải bao quát, nó là đóng Đúng gói rồi. mấy cái phức tạp, nó đóng gói mấy cái phức tạp lại thành một cái đơn giản người ta sử dụng. Thì nó phải dev càng dễ thì nhiều dev mới vào càng nhiều. Dev khó quá như là Substray bỏ chạy hết. Ai ở lại được nữa. Không được buổi gì chạy mất dép.
Nhưng mà thế mà ông Đốt vẫn được đánh giá là một trong những mà blockchain mà có độ nét hoạt động mạnh nhất đấy. À, đúng rồi, commit với put gì đó là vẫn vẫn nhiều, chắc nó chi tiền nhiều. Commit đấy nhưng mà có biết chất lượng hay không, số lượng hay Hôm có thể cứ đó ra. cái buổi mà của bên gì à, cái mất tên lâu không cái gì tech nhà em nhỉ, Đi code được không không cái đội mà cái công ty mà chịu trách nhiệm phát triển sản xuất, em quên mất tên, anh quên mất không? Paritech, Parity, Parity, Parity. ở Parity Parity. Tech nó tổ chức một buổi workshop dành cho dev, mà có đợt đấy vào xem có 20 người tham gia thôi. Em cũng Đúng rồi. follow cái YouTube nó thỉnh thoảng và xem mấy palette mà một năm trời mới khi đến Nhưng có bây mấy giờ nó không trăm phát triển view. palette nữa đâu, nó phát triển cái gì contract ấy rồi. À, in gì đó. Phát triển Bây in giờ contract nó đi rồi. đi sâu với in rồi. Ngày Đúng trước thì rồi. in này nó in bây giờ nó Palette ra bây giờ không nhiều phải. bản mới. Palette bây giờ nó không update nữa, giờ mình dùng palette là mình sẽ update ngay. Nhưng mà palette là để công dụng nó sẽ là để build chain, mà còn in là mình build contract nhé. Palette, đúng rồi, palette build trên, nhưng mà sau này ví dụ khi upgrade cái trên thì sẽ khó hơn rất nhiều là upgrade cái contract. Mấy cả viết trên thì nó kiểu như là nó khó hơn là viết contract. Khi cái trên mà nó thay đổi một thư viện nào đấy thì update rất là mệt. Mà lại để update về trên ấy thì nó ảnh hưởng đến cả một cái trên đấy, thì khá tốn nhiều công sức test. Ví dụ update một cái có thể là ông update 1 2 ngày xong, nhưng mà khi để test đôi khi vài tháng thì ông mới dám kiểu như là đưa cái đấy lên Đúng rồi. mainnet được đấy. Còn contract thì là bộ đang phát triển contract của mày lỗi thì kệ mày lỗi thôi, chứ còn trên của tao vẫn hoạt động ngon mà. Nói chung smart contract nó vẫn đơn giản hơn. Đúng không? Ở Việt Nam có đội smart contract làm về in, thấy chắc cũng được, có tốt. Qua đây Còn em. ở Sabonet là làm về ví, còn có đội là Acero, Acero. Bây giờ in nó ra bản bản mới vậy, nghe bảo cũng ngon rồi. Thì nếu mà code near rồi, code mấy cái về Rust rồi thì code cái đấy thì tư tưởng nó cũng tương tự, có mấy phần. Ông vẫn đi từ hướng palette này, hơi out date rồi. Đó. Chưa có app trên nào support in cả, mình cũng khó nha. Thế nó chỉ thêm palette contract là được nhỉ? Nhưng mà nó không tương thích với lại EVM, có nghĩa là bây giờ nó chơi với mình nó là sao? EVM có chứ, nó thêm palette EVM là được thôi. Cái nào đang nói cái nào anh? Cái in nó nghe bảo là ví dụ như một số một bây giờ ở bên mấy cái mạng của thằng Dot Đúng chẳng rồi hạn, đúng rồi đúng rồi đúng như rồi, chính xác chính xác chính xác. Moonbeam hay là cái gì đó, nó vẫn Bây là giờ chỉ có in chain. thằng Moon Beam nó đang làm thôi. Bên nếu muốn EVM chỉ có theo thằng Moon Beam thôi. Build cái chain dựa trên thằng Moon Beam ấy. Nhưng nếu mà em add bằng tay bằng em palette Ethereum mới là palette EVM thì nó khó nha. Đúng Lần trước em cũng thử làm theo một cái mẫu của Topaz thì cũng build được mà. À, cái Mà Binance đấy thì át hết rồi em ơi. Đây là Binance EVM đấy là bọn xử lý hết rồi, át hết config thay đổi hết rồi. Chứ bây giờ vâng. để mà em tự át bằng tay rồi thay đổi cũng hơi bị khó. Và đúng rồi, tại vì bây giờ bản nó ra mới quá, còn bây giờ bản nó ra 1 chấm rồi. Trước mình làm toàn 0.9 mấy, bây giờ hôm trước em thử thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà nghe bảo là Dot bây giờ nó qua hướng đến bản 2 chấm là còn khác hoàn toàn so với bản 1 chấm bây giờ nữa. Không biết là đổi gì nhiều nữa không. Nó thay đổi hết đấy. Cái hôm bữa có một cái đọc cái bài dịch là
là cái điểm yếu của bản Dot 1 bây giờ là tốn nhiều tiền với lại thuê slot của thằng Parachain các kiểu gì đó. Thì bây giờ qua bản 2 nó sẽ khắc phục cái đó, nó đổi cấu trúc, chung là đổi nhiều, đổi đổi khác hẳn luôn. Nhưng nó bỏ hình thức đấu giá đi rồi, Bỏ cái đấu giá đi rồi nhưng làm cho nó mà lại dễ đơn giản các kiểu gì theo đó. kiểu là lại kiểu ông dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu ấy, Đúng rồi, nó sẽ ít tiền mà nó dễ dung nạp người mới hơn chứ bây kiểu gọi giờ. là thuê. Thật ra trước đấu giá cũng gọi là thuê mà, trước đấu giá xong lại cho kiểu là cho dùng có 2 năm, chính Thuê xác mà thì thuê giá gọi là mắc nữa, thuê thuê 2 năm cơ. tiền tiền từ chục ngàn thôi. Chung giờ không biết trend nào hot để mà theo được, cứ theo hết. Ok, thôi anh em mình có anh em nào hỏi thêm về phần này không? Không thì ta sẽ đóng khép lại phần này. Ok. Cảm ơn.